Hello các bạn nha. À, buồn quá anh em. Bây giờ tụi nó tập trung nó làm ẩm thực á, mà suốt ngày á cứ nó thấy mặt mình á là nó sai đi mua này mua kia, mày nó làm như mình khờ lắm anh em. Tính ra mình thuộc cũng thuộc dạng người thông minh á, mà nó cứ đúng là sai, đúng là sai. Mấy cùi bắp nó mệt lắm. Nó sai bữa nay đúng á, thành sang mà lớp á, nó gì ở Gia Lai đầu á. Thành ra bây giờ nó không có người để sai, má mẹ nó sao nó có tay tới chân nó không làm. Nó có vợ nó đó sao nó không làm. Mình lớn rồi cho bộ mình nhỏ này nó sai. Rồi khi nào nó ăn nó kêu mình ăn che nó cho đầu mẹ. Tự nhiên cái sai tầm 7 mẹ đụng đâu sai. Rồi mình lái xe mình đi mua đồ đó, tiền xăng ai trả? Tiền hao mòn bánh đồ rồi máy móc đồ ai trả? Bực mình quá. Thằng Thăng mày đâu vậy? Chỗ mày đâu vậy thằng Thăng? Hả? Mẹ đang điên chứ điên cái gì? Ủa kìa đồ mẹ đi mẹ chú đồ tôi đồ. Tự nhiên mày đi đâu rồi? Đi cầm bịch y như mấy anh khùng điên vậy? Nó biểu đi bông ghe nữa đây. Mẹ nó làm ẩm thực bên đó mà đồ nó xài ní rồi đi chùm chóng mày cùa. Mẹ mình khách mời của tôi bè mà nó xài như con mẹ nó. Mày là khách mời cái gì? Ẩm thực mày nó xài như con hệ cùa sao không? Làm ẩm thực ẩm trốn ở đây không? Mẹ mày nó xài như con ngu gì mà đi ra đứng nó ngầu đó là mày thè tao ra ngoài đây tao đem tao hát nghiêu ngao. Làm ấm tật mà đâu mày cùng tay áo trắng là sao không? Đẹp ơi man lên chung thành đừng nghe được nhà xe rực rỡ mấy em gặp mấy luôn mà khùng ấy. Ông áo bài khác đi. Biển cương lá rơi thủ hà em mơ đường dài mình mông em không có ai đâu. Số gì đây cơ đấy con mấy con mày gì đây con mày gì đây gì? Trong đêm này mình trong dây mẹ mày đang tăng cố cho ca nhạc mày hết khung vừa phải nghe ngào còn mua nghe chưa cho nó hay chứ cả mẹ nó trời chắc mẹ nó luôn khói mồm luôn trời ở trong đó nó trời nghe thấy mẹ nó luôn cho tròn chữ tình khi đã yêu rồi mai đây bây giờ không có nghe xa cách vườn trời tình cỏ mẹ nó hỏi luôn tình chưa hai lối anh có buồn không tao nghĩ ra đồ trào này hay lắm này thương em của mày mày nhanh không giờ tao nghĩ ra đồ trào này hay lắm giờ gì con nữa không chết rằng em phụ tình còn số chín rồi đó con mấy con mấy gì ra con tụi nó trời ơi tao nghĩ ra cái này vui lắm hay lắm trời ơi để mình đưa đâu dép mày hả mình đưa đâu dép mày làm cái gì giờ không có ghe mình đem mình bỏ đầu dép mày vô nấu lên cho nó khét luôn đầu dép mày đốt mày cùng với mày má mày đốt dép luôn mày ông nói ông khùng mày đầu mày ý là đầu dép của mày là khét hơn hả hơn à. Vô bỏ cho anh khét cả nhà luôn ông đi một ghe má mày thằng khốn nạn kia đầu ghe ai đây ai bố mày tự nhiên giờ mang ngừng thành chiếc giày chúng mày điên dữ vậy mấy cái thằng mày đang nó thịt mệt môi đó giờ tự nhiên giờ mang dép nè mẹ nó thiệt mày nó điên cái quần này dữ không mày đang quá chứ mẹ mẹ mày đứng ra làm gì vậy nhẹ thôi em vô hát mẹ thích hát quá người ta ăn nhậu người ta hát kêu cơ mình làm ẩm thực độ mới đến với người mua ghe bực quá tụi mày bớt khung giùm tao cái mày đang quên má này bè tao hát chỗ cùng tin ông bè đã hát dở hơn tụi à mấy tụi hát còn hay hơn ông hát được bây giờ mày hát lan điệp dữ chừng lắm chứ dở lẹ mày ông hát tôi bà ngoại lên đó tin tụi nó mấy là sao tụi nó sao đủ nó ngồi cái trời nghe nó ngồi làm gì đâu đi động cái hàng đâu ở Mỹ sao đứng cái gì mày thấy cái chỗ này đâu cái đồ mấy vợ mới với vợ nha tao nổ thí mẹ luôn ghe không mà nổ mày ghe hết đầu thầu giờ không có ghe thầu chứ tao nhiều chuyện gì vậy mày đâu anh đồ má chứ sao nào đâu mấy chắc quan nhẹ đi đi thầu đi thầu đi thầu vậy khỏi ăn ẩm thực đi khỏi ăn mẹ làm trôi mẹ thì ẩm thực lắm em
Mày làm cho tù mẹ. Mày coi nhà mày như bánh xe bài. Ừ, mày đi đón con được, mày con ghe đi cũng được mày. Đi sớm giờ chưa đâu nghe luôn. Không ai cho lại đi. Anh đây giúp trước mày. Làm gì le dữ à? Để nói cho tôi đi mẹ. Mấy người thấy mày tôi đi mày bỏ đi giết luôn rồi. Đâu này, ông đưa tôi đi. Sao mà ông đi, giờ hết ghe rồi, giờ đi xuống cùng con còn ghe đâu. Con mập địt kia, ngầu cừ, ngứa cái này dưới này. Mày ngồi, mấy giờ mày em rứa rau rồi dưới kia cho anh xuống chơi sao vậy? Hay hồn mày nặng lắm, sao mày đi, đứng lên đi cũng nấu vậy à. Mấy giờ đi làm chữa không? Hồn mày, chừng nào. Mấy giờ, anh đừng anh rứa cá, rứa thịt. Hồn anh rứa ghe, anh làm đây. Mày đi được con chứ đó, mà giờ nói nè. Mày nói vậy, đụng chạy tới mấy ghe, ngầu kia, ngầu hát ngừng ngào đổ. Dạ đâu được mấy chục, mày đưa tiền đủ ghe, đầu ghe. Rồi chúng ta đi đâu? Mẹ không đâu, đưa tiền lại cho trời luôn, ẩm thực luôn, ẩm thực luôn. Trời mày. Ủa? Trời, đủ trời cũng gấp. Đủ mày làm gì cũng gấp, anh nghe mặt tường chứ à, đủ làm cho mặt chơi vui vui chứ à. Giờ làm xin tồn mẹ. À, đi xin tồn anh. Xin tồn chăm lòng đi xin tồn cơ năng đi. Không, giờ tăng theo người đi anh nhà của thằng Thiết này. Bách mớ ghè của thằng Thiết ra rồi xong làm xin tồn. Ghè quá vậy cậu bảy. Sao lại đồ đạc luôn hết dưới đầu giờ làm gì? Mấy sao thấy cái mặt cho thằng cướp bò này tôi gai dữ vậy? Còn nói gì? Đó, con cái mặt đụng. Mày về hồi chưa, sức mày chưa dẫn giờ kem thuốc. Các bạn nhà ông quốc chưa khác bây giờ. Ông khỏi ăn có kìa, giờ khỏi nấu nướng luôn. Khỏi nấu nướng mày. Lấy cái đồ đó cất ở nhà anh cô mày chứ. Để dành đó mai em nấu nướng mày nghe rồi. Mẹ giờ sao ông đi bông ghe vậy? Nói vậy đâu mà ông xuống ông lớn đâu mà ông bời vậy? Chừng coi chừng ta không có liên quan dính dáng gì tao hết đó nha. Ông đi bông ghe. Ừ ghe nãy đâu đâu bao lại. Bông cái gì? Khỏi luôn. Khỏi làm hả? Khỏi anh này. Dìm luôn anh. Mày ơi, nói bông, ông bông vậy mày. Bây giờ này. Để tao lấy tiền luôn. Bây giờ không làm nữa. Vô nấu nước cho mì tôm ăn mẹ vậy cho nên cần khỏi đói mẹ. Khỏi đói mẹ. Anh vô nấu nước đi. Cho mì tôm mẹ. Tôm anh lão lên bên mua. Sao cũng anh lão không muốn ăn thì ăn mì tôm đi. Chứ sao cũng nấu nấu tụi bay không có nó tụi bay nghe ngửa đây bị chết hết rồi. Cái gì cũng nói rồi. Mày cứ khóc này. Yếu cũng nói. Có anh ăn cho mẹ. Anh này nói trên cái là nhiều có anh hết rồi. Anh nói cái câu đó các anh cứ cắt là thành đại bữa nè, tôi ban hậu môn tôi đây cho mà chung đấy mà mẹ chết cái chúng mình vô nhà nó phối trộn tôi đi ở đây được nhân sành thử muốn mày nhét lại làm hao thuốc đây bạn tôi vậy quen cái gặp đồ con gái cũng cứ cho vậy anh nói em này thiết em lớn rồi em làm ẩm thực cho đàng hoàng rồi màu hai anh tốt nhất là bị mẹ em không có anh luôn bây giờ em bị tô mẹ nhỏ thuốc đem thuốc bằng mẹ ngứa dài giữa mẹ đem thuốc cầm được thuốc không thành ra ông núi nó bị chọc không mà giờ ngầu đứng nói không mà cầm thuốc có khi nào mày cúi đều xuống mày ngậm đâu đâu đều anh mà không anh ngậm được không sao được người ta râu mày riêng râu đâu người ta đầy đủ mẹ râu như đập đá cộng mình định cộng vậy lúng cúm nhảy thở mũi em coi thở mũi được không coi lại coi xem chết con đĩ mẹ này đứa ơi đứa rồi mà liệu mày đấy hút nữa giờ làm cái gì nấu nước rồi đưa tao bông nha ông đi nấu đi mẹ đi với ông giờ về rồi đi bông ghe nữa không nấu nước chứ mày tôm ăn trước bây giờ đúng chờ anh đi bông ghe cho nói chắc chiếu luôn á mày nãy đỡ tao nằm ngoài đó mẹ nói gì ở đây nó say múc nước đỡ mà đi. Ông làm ông thật ông mày múc vô đậu mình trốn à ông làm ông thật mà mày tay em chén mày thấy ông nó say múc nước nữa chết mì tôm ăn mà nó bộ nó không chớ nó không ấy mì tôm nó chết thì chớ ông mày tay em chén ông làm ông thật mà mày tay em chén giường chỗ không nghi nào ăn vô đây tránh được không tránh được không bác mẹ con dịch vô làm thịt mẹ dè yeah, dịch dày mà ăn không hết mà đụng rồi cứ đi mua mẹ là kìa gì đây hết trời cứ làm ẩm thực không à bác mua ẩm thực không à dè gì nó để bay bay lũ lũ vậy mẹ 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 múc nước mà có nhìn đâu quay mẹ 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 quay ông nội mẹ mẹ đem vô đây chúng nó ông nấu đẻ ông đưa tôi vô lại vậy không mày đi nó sao ông nấu nước này biểu tôi nấu nước ông về ông làm cho rồi chuyện như ông độ mà nó sai ông quay ngược với trai tôi không thì ai đem cũng được cá mình nước không làm gì thấy gốm mày mày nó lần nào cũng sai sai khóe nó mệt mày ăn nước đâu khỏi hồi nãy tao đưa mày mẹ con đưa sao đau đâu ủa chanh đau đâu mấy hôi sao đau nước này ơi chớ cà phê uống cho chanh đau cái ấm đâu tè sau cái đầu bông cậu bé có lấy cái không nãy tao đưa cho thằng quắc nói đưa cho thằng xanh đưa thằng xanh đâu nấu xanh đâu
thì sao rồi coi chứ. Mẹ cho đầu nó lâu như vậy. Không. Em cũng đâu có lâu. Ở trên này thấy cầm không? Cầm bảy cầm không? Mà nói đường đi đâu có lâu. Đưa lên đâu. Đâu xin đâu mà. Đưa anh bắt đầu. Rồi tao đưa lại mày. Đưa lại anh bắt mà. Ủa là đám đâu? Ai biết hỏi. Mà đốt gì chỗ kia khét gì vậy? Mày đốt gì mà khét gì vậy? Ai biết hỏi. Đưa qua dưới thì cái mặt ông quéo ơi. Mẹ nấu nó rồi nó cám đầu ra mắt không? Thiệt thiệt thiệt. Ông này, ông này. Đồ mày đâu xong mẹ đâu. Chết con đĩ mẹ. Mày có đây làm mày. Không có. Ai nữa? Ông đang quay phim này ai làm nữa chứ? Quay phim nãy nó mày nói là không phải đâu. Nãy mày nói là mày. Điên không? Mày điên người ta lại mày nào mày? Đồ má cắm dài rồi còn cắm nữa. Ông xem mẹ không? Mẹ tóc mày đây cậu, cái tóc cậu. Nhập cái cậu đúng không? Ông nó cháy mẹ. Còn nước không cho mà đi nhà. Nó cháy mẹ đuôi đầu nó làm gì nữa? Đéo quá sao đâu. Không không được. Trời ơi. Quá. Đỡ nước chó mày cho mày mày ngu vậy mày. Má sao đầu chó à quá ai. Má vừa phải tao chứ ông lậu. Còn mấy ông trai vậy sao vậy? Thì nó có chữ chứ. Mấy cái em trai đồ mấy gì ngu ngu chứ. Nước sâu đầu á. Đồ quá cái ấm siêu tóc nhà nó. Đồ đồ mấy cái vải vải tao chứ đồ mấy cái ấm siêu tóc đi. Nấu điện mà đi em tắt lửa. Đồ mấy em trai đồ nè. Tao nói tình sành đau đi bếp ngơ. Mấy gì có ấm rồi giờ phút. Đồ mẹ gắm thì còn cái gì nữa. Ấy là nước sâu đầu đỡ chó mì tôm ăn chó. Tức ra. Chớ mì tôm ăn đầu nãy nữa mới tưng. Hồi nãy nó bẻ kìa. Ông già ông cũng mất nết quá à. Cái ấm siêu tóc đụm điện đi tụm. Hồi nãy mày. Thì giờ trước sau gì nó cũng hư đầu giờ chớ mì tôm ăn nã. Hồi nãy mày sai. Mày sai cậu bị với mày sai là đâu. Ông xem mày. Hồi nãy cậu bị đốt hay bẻ không liên quan tới tao. Hồi nãy nó sai cậu bị. Ai đốt. Hồi nãy mày sai cậu bị. Mày sai đền vô cho tôi hả. Dời. Hồi nãy phải mày. Mày nửa đây mày. Nắm nửa đây mày. Mày nửa hơn gì nữa. Mày em có làm đâu. Mày cơ mày đốt mày, phải mày nhốt lửa không? Mày phải nhốt lửa không? Đúng rồi. Không, không có lửa sẽ có khói. Sẵn đào đâu. Mày cái gì phải sai đốt đây. Hồi nãy là mày phải sai cậu bị. Dạ ai đốt cái ống sữa đốt đây. Mày cũng được nước sâu đỡ chứ mày tôm ăn đã. Đồ mẹ. Nước sâu gì nước nó cũng sâu đâu. Mẹ đỡ cho anh lô ăn uống phé lại nở à. Ê thấy cậu bảy nha. Mày sai cậu bảy đi. Ủa bảy kìa. Đi nấu nước. Dạ lớn sao cậu không biết cái nào đậu mấy vừa phải nghĩ sao mà. Cậu lớn được cậu được. Cậu là người tốt mà sao cứ suốt ngày cứ nói cậu vậy. Ông bóp em đi sửa ơi. Ông tốt làm. Thay sửa cậu đi nữa mà sửa nó sâu kìa cho chân. Làm bành đẹp. Mà tiêu hiếu rồi mà xưa nữa. Mày đổ ông già mà ông là nó đâu mà mày đụng đốt ấm đó, ông biết lâu hay sao. Đừng có đi sửa cái ấm đấy. Ông đồ mày cậu biết mà ông làm đồ đè gãy cậu đi ông phé cậu. Ông tự nhiên nãy nó sai ông đi muốn nước mới vậy ông đốt ấm đó. Trời gì. Không, đụng cái gì ra mà tính đập cho hư luôn. Đường nào đập rồi á. Đúng rồi, đường nào nó hư đầu. Hôm nay mấy trong nhựa trên đây ơi. Mấy em là nít. Vậy bữa sau. Mày có đĩa này. Không mày mày có tài. Có tài lắm nè. Hai đứa quýnh lộn đi. Quýnh lộn ơi. Quýnh lộn ơi. Hai bên quýnh lộn. Nghe nó cùa. Mày mẹ nó. Tao nghĩ tưởng là chắc có anh quất như cậu bạn nghĩ ra mới điên vậy thôi chứ ai đâu mà nghĩ. Mấy cái ấm điện mà đi nấu nè. Có thằng cái đẹp. Tao người thông minh mà để cao cũng phải chơi vậy mày. Hử. Cậu mà tâm minh đó. Cậu bị mày sai cậu bị nấu nước tao biết gì đâu. Bây giờ á, những gì tao hư hại đền bằng tiền. Cứ mua lại. Đủ mấy hai ông đền. Mua lại đó cho nó đầu. Hai người đền vô. Mày mày ấm thật. Đi. Cái gì cao. Đền nó. Đền nó nghe ngoài đường. Dục ngoài đường nữa. Nãy gì. Nó sai ông đi múc ấm nước cho tụi cơ. Nãy nó không khai mà sao giờ khai. Hồi nãy mày ông mày sai cậu bị đúng không. Chứ mày có sai. Giờ sai em không biết. Mẹ mày sao cái mày trả tao vào nhà tao cũng còn dương cái. Cũng cho ngu lại tiếng luôn ạ. Tao nói ai giờ đòi lại đây, ai đòi lại đây. Tao cho ngu vậy. Bị em trời vậy. Ông bày tao cho tao biết gì đâu. Đủ bày anh làm ấy. Tao không có biết. Mẹ mày nín. Anh nghe thôi vậy quá. Hôm nay là không có khai mà. Không có. Hồi nãy là ông sai ông sai ông mày sai ông đi múc nước đúng không? Ông múc nước mà mở vô cho tao có biết đâu. Đủ mấy sao vô mày anh làm. Bày đâu tao. Đây là cái mày tao ông làm mà. Ừ nó làm. Nha, bây giờ sao? Cậu bảy bày anh làm đúng không? Anh làm sao? Đủ bày anh đi ăn cước anh đang không? Đấy là cậu bảy bày do anh làm là do anh ngu là anh chỉ thằng chị. Không, thằng sao làm? Thằng sao nào làm kìa? Sao nào làm? Nó đang... Cái này, giờ ta nói một thuyết nghe nè. Có nghĩa là cái thằng này là bò ấm lên nhưng mà cái lậu lớn nhất là người mà nhóm lửa lên. Thằng xanh đào nhóm lửa. Rồi, con có tụi quẹt bao giờ đâu. Nhưng mà nãy mà nhân lửa. Mà nấu không được. Không có lửa sao có khói. Đúng rồi. Cào quá. Nói chuyện không có lửa mà cả khói. Tất nhiên thì không có, mình mua cái khác. Ai mua, giờ ai mua. Không nói sao cái câu đó, cái câu đó không nói được cái lần nào mà. Mất đi cái đít đâu mau. Ê, bỏ lần nấu được rồi thiệt. Cần người đâu cái đó, bỏ cái này lần nấu. Ừ, đúng rồi. Mày đã tiêu mày cái cán rồi. Vậy là chưa hư. Dạ đem gì nhà ông nấu mẹ.
thì chưa hơi thâu đấy đâu. Tốt quá. Tốt nữa mà không nấu. Trời ơi, tốt giờ, tốt giờ. Anh làm tốt giờ. Vậy mà còn cái gì nữa? Cái chỗ đây nó tiêu mẹ vậy mà còn cái gì nữa? Bao năm anh hôm nay đã không còn. Chơi giờ thì thôi, đừng đến chơi quá nhiều. Miệng thì coi nhau như anh em nhưng lòng lại khác. Chơi không tốt vậy thì đừng đến chơi quá lâu. Đôi khi thân nhau ta cũng phải đề phòng. Anh em thì vui mà tốt có mấy người. Đúng rồi, tao lỡ thầu với anh em mày. Đầu tao gì bé gì mày. Ê, bác ơi, lỡ thầu cho mày làm gì lỡ. Rồi lỡ đợn đã hết luôn chứ lộn còn kiếm mày. Mày mất nào mày. Lỡ đợn nào. Mày bên nào mày. Lỡ đòn hai cái luôn. Ê, trời ơi. Không, không, không. Ông kiếm cái này nó không lè nó mở. Bà dè nó ra mà kêu bà dè đền. Nó làm bà dè đền. Không, 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 không. Không, mà nói chung là bớ đầu cho mày đập với nhà thâu tao mày điền bánh bèo. Ông đi được đâu? Ông cho người ta đi chạy ông đi được. Ông làm người đốt bây giờ. Ông đốt cái gì? Ông lớn đâu nha. Hầu giờ thấy ông quất là con nẻ nói mà nay gặp cậu. Đúng rồi. Đồ sao tốt lắm nha, tao tốt gì? Hồi nãy nó cho em đi muốn không bỏ vô này. Dạ ra một người một nước luôn chụm chân ngựa đúng không? Không bàn tao á. Con đeo ý không làm rồi. Cậu xin lỗi nó cậu, nó nói một tiếng rồi. Hồi nãy là cái đều cả bảy là thông minh nhất hơn hai đều yếu này. Chứ hỏi gì mày, tao thông minh hơn mày luôn á. Làm be re be tờ đó được hay vậy? Cái đó là thằng quắc tao bị chiên quá con nghe con gì nó đập luôn ơi. Còn tôi lại nó bưng ra nấu luôn. Cái nào con chứ đi đem xuống đập luôn. Con ăn con luôn mẹ. Con đập luôn con luôn. Cậu đập đi con đâu đi. Cậu điên cậu đập đi con đâu đi. Nãy là trùng chạy vui. Mai nha cậu sáng nhất đó. Biết sao. Không giờ tôi nói ông đờn đó. Nãy ông kia quậy. Mày mày ông ném em quà. Ông cống này ông. Tao chỉ mà mày làm mày ai biết mày làm mày ra. Nãy mày kêu tao bơm cái kia. Mày trời không có thằng. Khê gì? Ai sáng giờ nó về nào đấy? Chị Trang. Con bắt gặp mẹ ấm à. Mẹ đập mẹ ấm mẹ ra. Ok, lộn lộn ông đốt cái đập vậy. Đập là mày đập vậy, ông nó đập. Ở giờ giờ đứng im đâu vậy? Mày chứ, hồi nãy thiếu. Ông trai tao bông ra mày. Hiền hẹ. Đàn ông con trai mà cho hiền hẹ mít vợ. Thằng mấy vợ. Đợi này, đợi đó anh Quốc, đợi này. Thằng trời vợ. Đợi gì? Đợi gì? Giờ lỡ thâu chứ giờ cậu bị không đập cho tao đập mày. Ê, tao không có đập thì thiết đập nha. Thì đơn giản. Hồi nãy đập. Bây giờ nha, bây giờ không đợi thì bữa sau nó xuống đập nó cung nhà cậu bị nó khổ đời rồi. Bữa sau đập lại xuống nhà ông tôi đập tivi. Đến nhà kia ông đập tủ lạnh rồi đâu. Tao lẹ mày. Tao không có tivi. Hồi nãy đi. Tao không có tivi. Tao có, bữa con thấy có tivi. Hồi nãy mày. Mày sai tao đi em mua mình kia, ông kéo tao lại, ông nói đừng ở bom vậy. Ủa thật, giờ mày tích ổng mới mua luôn chứ đâu. Thì tao khó cửa. Ừ, khó, có không, có không. Khó cửa. Khó cửa, đập cửa. Ê, nhà tao có chó. Đập trứng. Có chó, đập chó luôn. Đập chó, tụi mày càng tốt nữa, đập chó. Chó, giờ em làm món nhậu luôn, anh Quốc nhà làm chó được không, em đập cho. Ê, nhà tao con chó dữ lắm nha, máu đi. Dữ gì, anh có cái cây kẹp nào đó không? Có luôn. Đủ tới, anh bắt được không? Được. Đúng không? Ôi, bác bác mà làm gì em? Tôi làm mai tôi làm bánh cháo không làm chi món đấy á. Đúng rồi. Tôi làm tôi biết. Ai gì tao báo công an trước. Ai gì tao báo công an trước. Đúng giờ chạy em. Anh đi đổ bên riêng anh mai anh trước em. Bắt con cháo vậy ông đủ làm đi. Đấy là cậu bạn tính chạy đi. Em không là cậu tính chạy đi. Ai gì tao báo công an trước. Công an sẽ đứng. Công an sẽ đứng hàng nhà tao luôn cho bị coi vô luôn. Ông đi bán trứng đồ bán đặt thùng trứng. Chạy rồi tôi chặn đường tôi đặt thùng trứng. Tao đi đường khác. Bây giờ nha. Bây giờ đặt xe trước rồi nói chuyện tiếp. Tao đi đường khác. Lấy cây đặt cái xe trước rồi nói chuyện tiếp. Hey. Cái này cuốn thì người thành mang tao làm nha. Ông cho nha. Hồi nãy mày tao chơi với mày làm. Ông chơi với ông tự lên. Ông cho nha. Bây giờ tao hỏi này, người chơi với người làm người nào mà này là đốt. Ông mày là tao đập. Ê, nó đốt. Nhưng mà tao chơi nó tao. Mày đủ mét hai thằng. Ê, tao bày nhưng tao không có làm mà điên xài. Tao thông minh, tao bày tao. Ông bày mấy ngu gì? Tao bày mấy ngu. Ông thông minh ông ve đòi nó. Ông ve hại người ta mà ông thông minh tao. Giờ ngưỡng nữa đó không? Không nha, giờ từ nha. Ngưỡng chị. Mẹ bây giờ cái ấm đây nhiêu mà ngừng sợi mày. Còn 2 trăm mấy vô mày. 2 trăm mấy vô từ từ. Tao đập mày cơ. Ấm này 80 ngàn. 2 triệu mấy á. Ôi trời ơi. Cái ấm này 80 ngàn. Giờ tao mua bao nhiêu cũng phải nghe mày hiểu không? Giờ tao muốn đúng như tao. Cái hàng nào? Cái hàng xịn. Hàng xịn. Hàng xịn mày. Hàng đây hàng Nhật nè. Hàng này. Mày có ghi chữ. Mày không biết đời đêm Thái tại sao nó bắt. Mày có ghi chữ. Mày có ghi chữ nhờ ớt nhất bạn Nhật trên này không? Không có. Ông có biết dịch cái tiếng gì trong đâu mà ông bị ghê. Ông biết cái tiếng ghê. Nhưng mà ông bày tao thiếu. Ê, tao bày thâu nó làm nó đền nó. Vô cái đó đâu? Chà cái gì vậy? Vô cái đó đâu? Mày lớn luôn này. Tao nuôi luôn á. Đây đập luôn cậu bé ơi. Cái đập cháu không cho đập chi cái luôn. Nè, tiếp. Trời ơi, đi tao. Mẹ tao lấy tiền. Mẹ
má mẹ mày. Quay lại chúng tao đi, không có tao. Mày xuống dòng luôn. Mày ra đó mày. Ông trời biết là đâu, mày mày bay mà. Ông bay gì? Tao bay mày, mày làm. Mẹ trời, mày đáng bao nhiêu? Ông Phúc mày á. Gì ông Phúc bày nữa. Cái đầu mẹ mày tao ơi, tao ở nhà sao không mày. Ông mẹ sao mày quay phim gì đó. Quay phim mẹ tao giục mày quay luôn. Ê đừng có mày quay, bỏ vô cây okay vậy mày. Mẹ mày. Dạ, tao nói mà không làm kinh nghiệm đó. Mày suốt ngày mày làm ẩm thực mày cứ sang nói là một. Đấy. Mày ai ép ai không được. Ấy là ai ép. Em cái đó làm nhờ anh hầu giờ làm được sao? Tao cứ nói ông bị nói với bọn. Không ông sang xanh đau á. Ấy là ông đi chẳng kêu anh nó mắc anh đi. Bây giờ tao nói công bằng nhà này trả nhanh nè. Không mày trôn tụi tao đúng không? Không? Mày trôn tụi tao đúng không? Giờ tụi tao lấy ấm trôn lại rồi xem. Nhớ nha, nhớ tao nói nha. Tao quay trở lại nha. Nhớ nha. Đâu? Mày nghe nhớ nha. Chào chào. Nhớ kỹ mấy con nha. Cho nhớ kỹ. Viết comment nha. Viết comment nha. Nhớ kỹ nha. Mấy quần của tao. Đỡ nhầm cái gì? Sao nào mà đỡ cái gì? Mày tí đi, tao đứt một cái cuối. Đâu đây đây, đỡ nhầm cái gì? Ông nói rồi đó. Đây ơi. Cái gì đây? Mình đeo mấy miệng. Ông chào hương. Đó thôi. Chào ừ. Ờ tiếp. Chơi. Mày, mày, anh thấy ngu chưa? Mày mà đi chỗ tao mày. Dạ. Mày ngu như bò. Không, không, ngu không? Dạ ngu quá. Mày anh gọi đi phá đồ phá đặng nó vậy anh. Cậu biết chứ tao mà không có mày ý tưởng là cậu biết đi ý tưởng bây giờ đâu. Nè, không ăn mắm cho anh ơi. Anh ngày xưa anh cứng mình phá hội tài sản luôn á. Phúc mà giờ nó dám ra ý tưởng rồi nó. Đời nói, đời nói quá. Tiền đâu ra mày vô đời đi. Tao ơi, tao thôi đấy, đâu mơ mày của tao. Giờ nào? Sao đây nào? Vô. Làm mong hử? Mày nghiện mày, mày đừng đừng có ý tưởng. Mẹ.